Sắc màu bảo lạc xin kính chào các bạn thân mến. Đây là một màn hết sức là đặc biệt của gia đình Sáng Chỉ khi làm lễ cấp sắc cho con trai. Như các bạn nhìn thấy trong màn hình, đây là một anh đeo cái bạn lạ vừa đi vừa múa ở đằng sau một cô gái. Chắc hẳn các bạn rất là tò mò đây là gái hay là trai. Thì xin thưa với các bạn, đây là một người đàn ông mặc một bộ quần áo của con gái nhá cả nhà nhá. Đây kiểu như là một cặp ông già ấy cả nhà. Đây là kiểu dạng như một cặp vợ chồng ấy. Đây là nó diễn kiểu thế. Đây người ta hay gọi là cái khâu múa mặt nạ cả nhà. Múa mặt nạ ở trong nhà cũng có nữa, ở phần ngoài này cũng có luôn cả nhà nhá. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì nhớ like và đăng ký chia sẻ để mọi người cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau xem những cái video tiếp theo hay hơn nha cả nhà nhé. Đường đi lên trên này hơi dài dốc một tí thì chắc hẳn là bác này cũng rất là mệt rồi cả nhà. Đây một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy trực diện đối diện mặt của cái mặt lạ này nhìn sẽ khủng khiếp thế nào nha cả nhà nhé. Thì chắc chắn cái mặt lạ này thì ở mỗi vùng mỗi góc thì cái mặt lạ này thì hồi xưa các cụ làm thì mỗi nơi mỗi khác nhá. Nhưng mà thì cái mặt lạ này thì nó sẽ là ná nó xem nó như nhau thôi. Rồi đây là đến cái nơi mà cậu con trai được làm cái cấp sắc. Hiện tại bây giờ cậu con trai là ở cái chòi bên cạnh này. Đó, cái này thì đã hạ xuống rồi, mình kêu gọi cái ông múa mặt lạ này đi lên nha. Đó, như cả nhà thấy đấy ạ. Mình sẽ không nói nhiều về phần này thì rất là mong anh em thấy hay thì anh em nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để kênh phát những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là người đầu tiên được xem những cái video trước nhất. Cho anh mới like tiếp. Đó, đây sẽ là một người con trai đi trước lấy con dao chặt vào bốn cái chân của anh. Bốn chân phải chặt nhá. Không biết chỗ các bạn làm lễ cấp sắc thì không biết có giống với chỗ mình hay không. Nhà quá đang hề. Mình thì một lúc vùng may vùng may giống con. Như là nó cũng xem nó là như nhau đấy. Chẳng qua mỗi vùng mỗi nơi thì các thầy thì nó làm thì nó hơi khác một chút xíu thôi ạ. Các bạn thấy hài không ạ? Đấy. Đây là cầm cái cung kiểu dạng như nọ nhá. Này hình như nói tiếng Kinh là nọ hay sao ấy. Vui chưa. Rồi đến cái khâu này có lẽ là sẽ ông thầy thì sẽ là niệm cái gì đấy thì mình cũng không hiểu ở nhà. Đây loại thì nó sẽ làm qua một ít nghi lễ gì đấy. Đó. Đấy là rượu nha mọi người nhé. Rồi ông này bắt đầu làm sao chặt cái dạng.
sản du này. Đem nó tiệt cũng phải thằng công an. Mày cái chuột đục mày ở đó. Mày ở du cái tiệm. Thì miếng nó khởi phạm một tội hạt rồi. Có lẽ cái này thì chắc chắn là một nhiều người nói rằng là ở đây thì làm cái gì thì kiểu dạng như là trò đùa đúng không? Nhưng mà không phải trò đùa cả nhà nhá. Cái này là thực tế đấy. Cũng một phần làm cho vui, một phần phần nhiều là thật, xong thì còn một phần là diễn để nó có cảm xúc cũng vui, cả làng vui. Vứt cắt ra vứt bốn hướng thôi. Kiểu dạng như Đông Tây Nam Bắc này cả nhà. Vứt kiểu dạng Đông Tây Nam Bắc nha. Ở chỗ các bạn, chỗ mọi người, ví dụ như bên Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai thì ở đấy thì người ta hay gọi là dân tộc Giao. Còn riêng như ở Cao Bằng thì như chỗ mình thì dân hay gọi là dân tộc Sán Chỉ nhá. Chính thức là dân tộc Sán Chỉ thì nó không có tên trong danh sách của tất cả các dân tộc ở đây đâu. Đó.